Dạ xin kính chào quý cô chú anh chị cùng các bạn. Thì tiếp theo đây là một cái video thứ hai về đấu giá đàn guitar tại kênh Shop Kinh Nghiệp Phan Gia. Thì hôm nay thì em sẽ đấu giá một cây đàn, và thể thức đấu giá em xin nhắc lại với quý cô chú anh chị, đó là kể từ khi clip được up lên hết 48 giờ thì đó là 48 giờ là thời gian để dành cho một cuộc đấu giá nha mọi người. 48 giờ kể từ khi em up clip lên đó thì em sẽ thông báo và cập nhật dưới phần bình luận mỗi giờ em mọi người. Mỗi 24 giờ là em sẽ cập nhật thông báo cho quý cô chú anh chị. Và luật lệ chơi như sau, em xin nhắc lại cho mọi người, đó là thứ nhất là sẽ có một cái giá khởi điểm, thứ hai đó là giá bước nhảy, là mọi người từ cái giá khởi điểm mọi người trả theo cái bước nhảy đó. Ví dụ như bước nhảy là 100.000 và giá khởi điểm là 1 triệu, thì quý cô chú anh chị chơi thì mọi người trả giá là 1.1 triệu và người tiếp theo là 1.2 triệu hoặc là 1.4 triệu, có thể bước nhảy nó sẽ vượt lên nữa mọi người đó. Nhưng mà mình phải quy định Shop Guitar Nhật Phan Gia có một cái quy định đó là bước nhảy, thế nên quý cô chú anh chị nào chơi thì mọi người hỗ trợ giúp em về cái quy định đó nha mọi người. Rồi cái thứ ba đó là giá mua ngay, thì mọi người mua ngay thì mọi người hãy liên hệ với em, nếu mọi người đồng ý với mức giá đó thì mọi người mua ngay thì mọi người liên hệ với em và em sẽ tư vấn phương thức thanh toán cũng như là vận chuyển cho mọi người. Rồi thì hôm nay thì em sẽ đấu giá một cây đàn, có thể là mọi người với cái thương hiệu này mọi người cũng khá là quen thuộc, nhưng mà đây là một dòng sản phẩm em nhận định cũng khá là ít trên thị trường Việt Nam, đó là một cây acoustic với thương hiệu vô cùng nổi tiếng, đó là Yamaha. Và xin mời mọi người cùng với em xem chúng ta hôm nay đấu giá cây đàn gì. Rồi, xin mời camera quay qua bên đây, chúng ta sẽ có một cây đàn. Rồi, chúng ta ở đây là một cái hộp của cây đàn này nha mọi người. Hộp thì đấu giá thì chúng ta sẽ có được là sản phẩm là kèm theo cái khay này luôn nha mọi người. Cái khay này á là nó được đến từ một cái thương hiệu rất là nổi tiếng nha mọi người, một cái thương hiệu là Taiyogaki của Nhật Bản. Cái khép này nó có một cái đặc điểm, đó là ở viền ngoài này mọi người là một cái viền nhôm rất là xịn nha, cái viền nhôm, các chi tiết khóa vẫn còn trong một tình trạng rất là chỉnh chu. Đó, nó cũ nhưng mà nó vẫn còn chỉnh chu nha mọi người. Và nhân vật chính của cuộc đấu giá của chúng ta ngày hôm nay đó là cây đàn bên trong. Rồi, xin mời mọi người xem tham quan cây đàn trước ạ. Rồi, thì em xin phép giới thiệu chi tiết cây đàn này cho mọi người nha. Rồi, đối với quý cô chú anh chị và các bạn thì mọi người cũng đã biết được là đây là một dòng Yamaha. Tuy nhiên thì đây là một dòng Yamaha có thể là rất là mọi người rất là ít gặp trên thị trường Việt Nam, đó là dòng FG300DE. Nếu mà đây là một cây đàn FG300D thì mọi người có thể tìm kiếm rất là dễ dàng. Tuy nhiên trên tay em đây là một cây Yamaha FG300DE mọi người, rất là độc. Độc bản, không phải độc bản mà gọi là nó cũng khá là hiếm trên thị trường nha mọi người, vì chữ E ở sau đó là electric nha mọi người. Và cái cây này nó có tích hợp bộ EQ Zin của cây đàn Yamaha Zin luôn nha mọi người. Và chúng ta sẽ đi về chi tiết phần mặt trước nha mọi người. Rồi, chúng ta sẽ có là một mặt top roof solid và mặt top rất là đẹp mọi người. Mặt top cây đàn này còn rất là đẹp luôn. Cameraman có thể là mình quay cận cảnh chi tiết cái phần mặt top nha. Và phần tem nữa, chúng ta sẽ di chuyển phần tem trước. Thì chúng ta sẽ thấy là một cái logo thương hiệu Yamaha FG300DE được sản xuất tại Nhật, có cái dòng chữ Made in Japan nhỏ dưới đó mọi người. Thì cái dòng này á, là nó được sản xuất vào những thập niên 80 nha quý cô chú anh chị. Những dòng này là cũng rất là lâu đời rồi, từ 1980 tới bây giờ. Nhưng mà ngoại hình cây này thì nó vẫn còn khá là đẹp. Phần ngựa zin nguyên bản. Rồi, chúng ta sẽ di chuyển lên phần hông nha mọi người.
phần hông của cây đàn này thì rất là đẹp mọi người ơi. Đó, phần hông của cái này rất là đẹp. Đó. Rồi, dừng lại ở đây một tí nha quý cô chú anh chị, dừng lại ở đây một tí. Thì chúng ta sẽ thấy được là sẽ có ba cái núm dặn volume vô cùng đơn giản nha. Nhưng mà nó không đơn giản chút nào. Vì sao mọi người? Thường khi mà mọi người chơi âm thanh á, những cái chi tiết mà nó càng đơn giản thì cái bộ máy bên trong nó rất là tốt nha mọi người. Đặc biệt nó càng đơn giản thì mọi người nghĩ là nó đơn giản như vậy thì chắc nó không có hay đâu. Nhưng mà không phải mọi người. Cái này là em xin phép được chia sẻ thật cho mọi người, đó là những cái thiết kế nào nó vô cùng đơn giản thì cái bộ EQ của nó mới tốt mọi người. Vì sao? Vì ở trong người ta đã set up sẵn hết rồi mọi người. Mọi người chỉ cần chỉnh, đây là volume tổng nè, đây là tông sáng tối nè, đây là chỉnh bass nè mọi người, chỉnh bass nè, đó là ở trong người ta đã tinh chỉnh hết ở trong phần này rồi. Người ta chỉ trừ lại cho mình điều chỉnh ba cái núm này thôi. Thế nên cái bộ EQ của cây Yamaha FG300DE này á, vô cùng xịn nha mọi người. Và mời cameraman có thể quay vào, chúng ta có thể xem được cái bộ EQ ở đây. Đó, có thể là hơi tối mọi người khó thấy nha. Đây, cái bộ EQ ở đây nha mọi người. Đó, nguyên một cái hộp đen EQ ở trong. Đó, đó mọi người có thể thấy ha, nguyên cái bộ EQ của nó. Và ở đây thì họ sử dụng pin 9V thông dụng thôi mọi người. Đó. Rồi. Ở đây là cái cổng tín hiệu ra nha mọi người ha. Rồi, cái đàn này nó có một cái bộ EQ rất là tuyệt vời những cô chú anh chị. Rồi chúng ta sẽ đi tới phần hông. Rồi, về cái đàn này thì phần hông chúng ta sẽ thấy được là nó có những cái ố nha mọi người. Nó có những cái vết ố này nha. Tuy nhiên thì cái đàn mặt lưng vẫn còn rất là liền lạc và nó không có một hiện tượng nứt gãy gì hết, nứt bể gì hết. Chỉ nó chỉ hơi ố một chút thôi. Nó hơi ố một chút thôi nha mọi người. Rồi, chúng ta sẽ di chuyển lên phần chỉ keo gót cần. Thì mọi người có thể thấy là chỉ keo gót cần cái đàn này nó còn rất là zin nè mọi người. Đó, mọi người thấy cái chi tiết của nó ha, vẫn còn rất là zin nè, chưa qua sửa chữa hay là chưa có một cái hiện tượng răng nứt gì hết. Rồi, chúng ta sẽ di chuyển lên tới phần cần đàn. Rồi, cần đàn là thẳng nha mọi người, cần thẳng. Rồi, ở trên cần thì chúng ta thấy được là một chút xíu những cái vết chày. Tuy nhiên vết chày này là chày ở ngoài nước sơn bóng thôi nha mọi người, không phải là chày cái cần đàn sâu quá nha. Chỉ là chày mà một cái lớp thật là mỏng thôi, nó không ảnh hưởng tới cần đàn đâu. Rồi, chúng ta sẽ di chuyển lên cái bộ khóa nè mọi người. Mọi người thấy cái bộ khóa của cây FG300DE này nó còn trong một cái tình trạng rất là đẹp và nó còn ánh kim nữa mọi người. Rất là đẹp ha, chi tiết rất là đẹp. Rồi, chúng ta sẽ di chuyển lên phía đầu cần. Thì đầu cần thì chúng ta sẽ bắt gặp được một logo Yamaha được khảm lên nha mọi người. Và các chi tiết vẫn còn rất là đẹp. Phần đầu cần các nẹp vẫn còn rất là đẹp. Về phần phím gõ phím sắt thì camera có thể quay chi tiết vào nha. Vẫn còn phím gõ phím sắt vẫn còn đẹp mọi người. Rồi, vẫn còn đẹp và nguyên zin. Đây, cái chi tiết nẹp mọi người quay kỹ vô cho mọi người xem nè. Các chi tiết này. Đó, cái chân gốc này nè. Đó. Rất là đẹp ha. Vẫn còn rất là khít khao. Vẫn còn rất là nguyên bản. Rồi, chúng ta sẽ quay lại cái phần cổ cần nè. Cái phần cổ cần này thì em quay clip thì em luôn sẽ chi tiết tất cả mọi thứ ha. Thì phần cần này nó vẫn còn liền lạc ha mọi người. Nó chưa có một cái hiện tượng răng nứt gì ha. Rồi, về cơ bản thì ngoại hình của cái đàn này rồi shop doanh nghiệp Phan Gia chấm điểm, nếu mà chấm điểm thì em sẽ chấm nó là ngoại hình phần mặt tớp là đẹp nè mọi người. Thì ngoại hình của nó tầm khoảng là ngoại hình A nha mọi người. A nha. Nó chỉ có hơi bị ố tí thôi. Về phần mặt sau hơi ố tí thôi. Nhưng mà cái quan trọng của cái đàn mọi người đó chính là yếu tố kỹ thuật và âm thanh. Nếu mà đẹp hơn nữa thì giá nó cũng sẽ cao hơn tí nữa. Rồi, khi bước vào chương trình đấu giá thì em xin phép gửi đến mọi người về cái giá khởi điểm của cây đàn này. Giá khởi điểm của cây đàn này với mức giá là 4.500.000 nha mọi người.
4.500.000. Bước nhảy giá là 200.000. Bước nhảy giá là 200.000. Và giá mua ngay của cây đàn này kèm theo hộp đựng của nó là 5.500.000 đồng. Nếu quý cô chú anh chị nào còn thắc mắc một số vấn đề, cứ liên hệ trực tiếp với Gia để Gia sẽ tư vấn cho mọi người vào tham gia đấu giá nha. Mọi người tham gia vào phần bình luận đấu giá. Ví dụ như mọi người từ cái mức giá khởi điểm của mọi người là 4.500.000 thì mọi người comment vào phần bình luận là 4.700.000 giúp em nha. 4.700.000 và người sau nữa là tiếp theo là 4.900.000. Đó là bước giá của cuộc đấu giá này. Rồi thì cuộc đấu giá sẽ kết thúc sau 48 giờ kể từ khi em đăng clip cho mọi người. Em sẽ chủ động comment vào từng dòng tin nhắn của quý cô chú anh chị để thông báo cũng như là cung cấp một số thông tin cho mọi người để mọi người có thể là hỏi em về phần giao dịch như thế nào, mua bán như thế nào đó. Rồi và cuộc đấu giá thì xin bắt đầu nha mọi người. Giá khởi điểm là 4.500.000, bước nhảy là 200.000 và giá mua ngay là 5.500.000 đồng kèm theo hộp của cái đàn luôn nha mọi người. Rồi và Gia xin chào và hẹn gặp lại, chúc mọi người thành công đấu giá thắng cái đàn này nha mọi người với một mức giá tốt nha. Gia xin chào và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị.